Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Tinh Thần Biến phần 5. Sau nhiều ngày tìm kiếm thì Huyết Ý cũng tìm ra vị trí của Tần Vũ nên đặc biệt tới thăm hỏi. Tần Vũ cứng rắn đáp trả, tên quách nô giữa ban ngày ban mặt mà dám cưỡng bức dân nữ, tội đáng chém. Tên kia nghe xong tức giận, hắn ngưng tụ chiêu thức, cơ thể tỏa ra sát khí mãnh liệt. Tần Vũ nhanh chóng lấy ra vũ khí tấn công, Huyết Ý cũng triệu hồi ra vũ khí của mình để ngăn cản. Sau đó để cho hai thanh kiếm tự đấu đá lẫn nhau, còn bản thân gã thì dùng tốc độ sấm sét tới bên cạnh Tần Vũ. Cũng may là cậu kịp thời tránh né, sau đó cũng tấn công ngược lại, hai người tay đấm chân đá liên tục không ai chịu nhường ai. Gã ta tung ra một trường lực thẳng vào ngực nam chính, đẩy lui cậu về sau. Cũng may là có thần khí chiến y bảo hộ, nếu không thì e rằng đã bị thương nặng. Tên kia thế vậy vẫn khinh thường, Tần Vũ đáp trả sự ngạo mạn của hắn bằng cách cầm vũ khí tấn công liên tục, định chém đối thủ thành nhiều mảnh nhỏ. Tên kia thản nhiên tránh né, phản công ngược lại. Chỉ sau một lúc giao thủ, ta liền nhận ra có sự chênh lệch thực lực giữa hai người. Vậy nhưng Tần Vũ vẫn không bỏ cuộc, cậu sử dụng giai chiêu thức phá thiên kiếm quyết rồi lao thẳng về phía đối thủ. Huyết Ý bạo phát lực lượng ngăn cản, sau đó rút kiếm chém bay Tần Vũ. Ăn chọn một chiêu này, Tần Vũ có vẻ bị thương nặng, vậy nhưng chiêu thức tấn công linh hồn bàn nãy lại không khiến cho linh hồn cậu bị chấn vỡ. Hắn cho rằng linh hồn của cậu đã đạt tới cảnh giới tiên đế. Nếu đã vậy thì cũng có thể tra tấn lâu thêm chút nữa. Tất cả trận chiến vừa rồi của Tần Vũ đều bị Lâm Lâm và Gia Gia của nàng quan sát toàn bộ. Nàng cầu xin Gia Gia của mình cứu Tần Vũ. Tên Huyết Ý đó thực lực ma đế cấp 6, Tần Vũ không cản nổi nữa rồi. Tuy nhiên Gia Gia của nàng lại chần chừ, chỉ là tên Huyết Ý thì lão không tiện xuất thủ. Lấy địa vị của lão mà đi đánh một kẻ yếu hơn rất nhiều thì quá mất mặt. Lão cho biết Ngao Vô Danh và quân Lạc Vũ sắp tới rồi. Trong thời gian hai người họ đang tới thì Tần Vũ liên tục bị ăn hành ngập mồm. Đúng lúc Huyết Ý ra đòn kết liễu thì quân Lạc Vũ xuất hiện ngăn cản, tức giận vì nhìn thấy huynh đệ bị thương. Hắn rút kiếm tấn công Huyết Ý liên tục, vậy nhưng lại không thể làm gì được khá to. Thì ra người trong lòng của quân Lạc Vũ chính là bị Huyết Ý giết chết. Cho nên lần này gặp lại hắn quyết tâm nhất định phải lấy cái đầu của Huyết Ý để bồi táng với người mình yêu. Cho Huyết Ma Đế cũng phải hối hận. Hắn liên tục cầm kiếm chém Huyết Ý, vậy nhưng tên này lại thản nhiên tránh né, sau đó còn mỉa mai ngược lại. Gã nhanh chóng khống chế, tung một trường đẩy lui quân Lạc Vũ. Tại đây thì trận chiến tạm dừng một lúc để nói chuyện. Gã cho biết Huyết Ma Đạo đã tha cho quân Lạc Vũ một lần rồi. Giờ này lại đến đây để tìm con đường chết nên sẽ thành toàn cho gã. Vừa dứt lời, liền tung ra chiêu thức Huyết Hải Vô Nhai giáng xuống bên dưới, một đòn công kích. Trong tình thế nguy hiểm đó, Tần Vũ buộc phải sử dụng đến kiếm tiền khổ lỗi để tránh thoát được một đòn. Khổ lỗi giả vờ làm phân thân của mình. Cả hai cùng nhau tấn công tên kia liên tục. Gã ta dễ dàng lấy một địch hai, tay đấm chân đá liên tục. Thực lực Huyết Ý hoàn toàn trên cờ nên chỉ sau một lúc giao thủ thì khôi lỗi kiếm tiền cũng bị đánh nằm sấp mặt. Còn bản thể thì sớm đã bị ném xuống đất nằm ngã ngửa rồi. Gã mỉa mày, một tên phế vật chỉ dựa vào bảo vật sư môn để hành tàu sang hồ thì nên rơi vào kết cục như vậy. Tần Vũ nhanh chóng đứng dậy và cho biết trận chiến giữa cậu và gã ta còn chưa đánh xong đâu. Ý này chính là muốn tiếp tục chiến đấu. Khương Nghiên lên tiếng mỉa mai Huyết Ý, khá tức giận vì bị một tiểu cô nương cắt ngang lời mình, cho nên nhắc nhở nàng ở nơi này không có chỗ cho tiểu cô nương lên tiếng. Lời này làm cho Khương Nghiên giận dữ, nàng ta lao lên tấn công, đồng thời sử dụng ra bảo vật. Huyễn hóa ra nhiều cái phân thân bảo vệ Huyết Ý lại, định dùng bảo vật để dạy cho tên này một trận. Huyết Ý liên tục vung kiếm tấn công. Vậy nhưng sau khi chém vào thân ảnh của nàng thì lại giống như chém vào một cái hình chiếu. Thân thể Khương Nghiên thoát ẩn thoát hiện, đấm cho Huyết Ý. Quá nhục nhã vì chuyện này, gã bộc phát lực lượng để tấn công. Vậy nhưng thay vì công kích vào Khương Nghiên thì mũi kiếm lại lao về phía hai người quần Lạc Vũ và Tần Vũ. Ý đồ của gã ta là dụ cho bản thể Khương Nghiên xuất hiện để ngăn cản công kích đó. Tuy nhiên, Ngao Vô Danh đã xuất hiện đúng lúc đánh tan đòn công kích. Ngao Vô Danh vô cùng tức giận với tên Huyết Ý này, đường đường là ma đế cấp 6 mà lại ra tay đánh lén bọn họ. Huyết Ý thì cho rằng chỗ này không có chuyện của Vô Danh nên đi ra chỗ khác chơi thì hơn. Vô Danh vẫn cứng rắn, tên kia nghe vậy liền muốn dùng thực lực để giải quyết. Vô Danh cũng chấp nhận lời khiêu chiến đó, hai người cùng lúc ngưng tụ lực lượng, tạo ra hai thân hình khổng lồ. Một bên là con ma thú hình người vô cùng hung dữ, còn bên này là con rồng vàng óng. Đúng lúc này, một luồng công kích đột nhiên lao tới tấn công Tần Vũ, trực tiếp phá tan phòng ngự của kiếm tiền khổ lỗi. Kẻ xuất thủ là phụ thân của Huyết Ý, tên là Tuyết Thiên Nhai. Ngày trước, thủ hạ của Tuyết Thiên Nhai đã bị Tần Vũ giết chết, cho nên lần này lão đi tới là để báo thù. Tuyết Thiên Nhai tung mùi chiều thẳng mặt Tần Vũ, Ngao Vô Danh lần nữa xuất thủ hóa giải, sau đó mỉa mai ngược lại. Quân Lạc Vũ cũng vô cùng tức giận vì kẻ đầu sò làm hại người trong lòng của mình xuất hiện.
còn dung túng cho Huyết Ý sát hại nàng ta. Huyết Ý cũng tức giận. Nếu không phải trước khi chết, nàng ta cầu xin gã tha mạng cho Quân Lạc Vũ, thì hắn cho rằng mình còn có thể sống đến ngày hôm nay sau. Quân Lạc Vũ tức giận rút kiếm lao lên, và nhưng chưa kịp thể hiện thì đã bị Tuyết Thiên Nhai đánh cho bay xa xa. Đồng thời nhắc nhở Quân Lạc Vũ làm việc có chừng mực thôi. Quân Lạc Vũ phẫn nộ trách mắng ngược lại, hai bên nói qua nói lại vài lời. Tuyết Thiên Nhai tức giận tung chiêu giằn mặt, Ngọc Vô Danh đứng ra ngăn cản. Lão ta thấy vậy liền khuyên ngăn, đây là việc của ma tộc, người của Long tộc cũng đừng nhúng tay vào, nếu không đừng trách lão trở mặt vô tình. Sau khi đẩy lui Ngọc Vô Danh, lão cũng muốn xuất thủ, triệu hoán ra một cơn lốc xoáy siêu to khổng lồ bao vây đám người Tần Vũ lại. Tất cả những người từng bị cuốn vào cơn lốc này, chưa từng có ai sống sót ra ngoài cả. Ở bên trong, đám người Tần Vũ liên tục bị luồng gió xoáy cắn nuốt. Đúng lúc này, một đòn trường lực từ xa lao tới, đánh tan lốc xoáy, cứu cho bọn họ một mạng. Người vừa động thủ là Ẩn Đế. Tuyết Thiên Nhai gặp mặt lão cũng phải chắp tay cung kính. Ẩn Đế trực tiếp xuất thủ khống chế Huyết Y. Đệ tử của gã ta dám chặn đường cháu gái của mình, còn suýt chút nữa sát hại nàng để hấp thu tình huyết. Là sư phụ, gã ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm vì tội quản lý không nghiêm. Tuyết Thiên Nhai ra mặt cầu xin nương tay cho Huyết Y. Ẩn Đế vẫn cứng rắn, hành động làm việc ngông cuồng của ma tộc xứng đáng bị trả giá. Nhìn thấy đứa con của mình sắp về với đất mẹ, Tuyết Thiên Nhai liền hạ mình thay mặt cho Huyết Y nhận lỗi với Lầm Lầm. Nề mặt Tuyết Thiên Nhai, hơn nữa Ẩn Đế cũng không muốn làm to chuyện. Nếu giết chết tên này thì sẽ lại kết thêm một kẻ địch, cho nên đồng ý buông tha cho Huyết Y. Vậy nhưng cũng không thể tha dễ dàng như vậy được. Ông yêu cầu đối phương phải đáp ứng với mình ba điều kiện. Yêu cầu thứ nhất, người của ma tộc từ hôm nay trở đi không thể tiến vào Lam Tịnh Tinh Vực một bước. Thứ hai là để cho Huyết Y nhận của ông môi trường cho nhớ đời. Còn việc thứ ba chính là để cho Huyết Y nhận lỗi với Tần Vũ. Mọi việc đã xong, Ẩn Đế liền lên tiếng tiện khách. Tần Vũ tiến lại cảm tạ ông đã ra tay tương trợ. Để cảm ơn cậu đã cứu mạng đứa cháu của mình nên ông cũng khách khí, còn cho biết sẽ bảo kê cậu. Ở trên Ẩn Đế Tinh này, tuyệt đối không ai có thể động tới cậu. Làm xong chuyện, hai ông cháu liền rời đi. Ngao Vô Danh không ngờ rằng Tần Vũ lần này còn có được giao tình với cháu gái của Ẩn Đế. Xem ra phiền toái đã được giải quyết rồi. Nếu đã như vậy thì hắn cũng có thể yên tâm cáo từ rồi. Quân Lạc Vũ cũng bày tỏ ý định rời đi. Chia tay mọi người, Tần Vũ lại bế quan tu luyện. Bên trong vô cùng an toàn, còn bên ngoài Ẩn Đế Tinh thì Vũ Hoàng cùng Huyết Ma Đế vẫn luôn lăm le. Điều này khiến cho cậu phải nhanh chóng gia tăng lực lượng. Sau khi hắc tinh trong cơ thể xảy ra biến hóa, tốc độ hấp thu linh khí của lỗ đen trong cơ thể cậu còn nhanh hơn tốc độ hấp thu trong không gian khương gian giới. Thực lực tăng tiến, Tần Vũ lại mở ra thêm một thứ mới, đó là sử dụng được quy tắc của không gian vũ trụ. Nó được gọi là vực, có khả năng trói buộc đối thủ. Ngoài ra lần này, cậu cũng tu luyện được thêm chỉ pháp, huyễn hóa ra rất nhiều chi tài để tấn công đối thủ. Cách thức tấn công vô cùng linh hoạt. Thực lực hiện tại của Tần Vũ đã có thể so với kim tiền cấp 9. Cậu sử dụng tinh thần lực dò xét một phen, tinh thần lực tỏa ra khắp vũ trụ, phát hiện ra bên ngoài Ẩn Đế Tinh đang có rất nhiều cường giả thăm dò, bọn họ e ngại Ẩn Đế nên không muốn ra tay. Như vậy, cậu muốn thuận lợi tiến về yêu giới thì trước mắt đúng là cơ hội tốt. Không chờ đợi thêm, Tần Vũ liền rời đi, trực tiếp lao ra ngoài Ẩn Đế Tinh. Hành động lớn mật này chính là đang khiêu khích đám người Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai. Rốt cuộc bọn họ sẽ ứng phó như thế nào? Các bạn hãy đón xem tập tiếp theo nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!